Đừng ham tập nặng nếu muốn tăng cường sức mạnh và xây dựng cơ bắp theo chiều hướng an toàn. Mức phát triển cơ bắp của con người chỉ có giới hạn. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tập tạ nhẹ với số rep cao vẫn giúp cơ bắp và sức mạnh phát triển. Tập tạ càng nặng càng dễ chai cơ và gặp chấn thương. Khi bắt đầu tới phòng tập gym, đa số chúng ta để tập luyện theo phương pháp lối mòn truyền thống, bắt đầu với tạ nhẹ rồi nâng dần mức tạ nặng hơn tới mức tối đa thì thôi. Tuy nhiên, các nhà khoa học thuộc Đại học của nước Anh cho rằng cách tập này có thể đã sai. Họ phát hiện thêm việc tập nặng muốn tập nhanh hơn, số rep cao hơn cũng cho kết quả tương tự. Hơn nữa, cách tập tạ này phù hợp với người lớn tuổi, bệnh nhân mắc các chứng thoái hóa khớp, nâng tạ nhẹ và liên tục có thể giúp những đối tượng này tăng cường cơ bắp nhưng tỷ lệ chấn thương và chai cơ thấp hơn nhiều lần so với tập tạ nặng. Người đứng đầu nghiên cứu là tiến sĩ Jonathan, một chuyên gia về thể thao, kỹ thuật tập luyện và sức khỏe. Đây được cho là nghiên cứu đầu tiên so sánh hai hình thức tập luyện điển hình với tạ. Cách tập dễ dàng nhất để thúc đẩy cơ bắp phát triển luôn là đề tài tranh luận của các chuyên gia thể hình trong nhiều năm qua. Nhưng nghiên cứu của chúng ta cho thấy tập luyện phát triển cơ không có nghĩa là tập đến mức khiến cơ bắp phải đau đớn, Jonathan cho biết. Khi tập luyện, quá trình cơ giãn ra, co lại liên tục giúp phát triển cơ bắp. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học chia ra những người tập luyện cơ bắp ra làm 3 nhóm, gồm nhóm đẩy tạ nặng nhanh, đẩy tạ nặng chậm và nhóm tập tùy ý. Mỗi người 4 tập 4 hiệp, 1 hiệp và 10 lần. Họ sẽ tập 3 buổi một tuần và liên tục trong 3 tháng. So sánh kết quả tập luyện và phản ứng thần kinh, các nhà khoa học phát hiện ra đẩy tạ nhanh và nhẹ cho kết quả tốt nhất, cơ bắp phát triển tốt nhất nhưng không khiến cơ quá đau. Theo một nghiên cứu tương tự của Hội đồng Nghiên cứu các nhà khoa học Canada thực hiện với 49 nam giới, tuổi từ 22 đến 24, mỗi người đều có quá trình tập luyện thể hình ít nhất 2 năm. Những người tham gia được chia thành hai nhóm một cách ngẫu nhiên. Nhóm 1 tập theo phương pháp truyền thống, tìm khối lượng tạ nặng nhất họ có thể nâng, sau đó nâng 75-90% khối lượng tạ đó từ 8 đến 10 rep đến khi mỏi tay dạ rời. Nhóm 2 tìm khối lượng tạ nặng nhất họ có thể nâng, tuy nhiên chỉ đẩy 30-50% khối lượng tạ đó chỉ khoảng 25 rep cho đến khi mỏi tay. Cả hai nhóm tập như vậy trong khoảng 4 lần một tuần. 12 tuần sau, những người tham gia đều cho thấy sự tích cực về kích cỡ cũng như sức mạnh cơ bắp. Kết quả, sau 12 tuần tập luyện theo yêu cầu các nhà nghiên cứu, nhóm 2 lại cho thấy họ có sức mạnh, sức bền vượt trội hơn nhóm 1. Như vậy có thể kết luận rằng mức phát triển cơ bắp của con người chỉ có giới hạn, tập tạ nhẹ và số rep cao vẫn giúp cơ bắp phát triển mạnh. Tập tạ càng nặng càng dễ chai cơ và gặp chấn thương. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện cũng như chia sẻ của Chu Xuân. Cảm ơn các bạn đã xem video, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào lại các bạn. So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic, I can't live average, to be alive's magic, turn it up in the back cause I'm grabbing, everything I want get in my way and I'm stabbing, I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping, they need another fix, hooked on like an addict, I got my eyes on the prize and it's changing lives, I wanna live till I die, make a difference right, I wanna give those in need a reason to fight, I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game. Rearrange all the pieces till they say my name. Push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution.